Hôm nay thì chúng ta sẽ học những cái từ kết thúc bằng phobia. Phobia. Thì những cái từ mà kết thúc bằng phobia thì là những danh từ, các cái noun. Nó chỉ về các cái fear, các cái nỗi sợ. Và mình stress nó ở phobia, ngay chỗ phố, phobia. Ví dụ arachno phobia, arachno phobia, acro phobia, acro phobia, claustro phobia, claustro phobia, aerophobia, aerophobia, phobia, hydrophobia, 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 phobia, homophobia, homophobia, phobia, phobia. Agoraphobia, agoraphobia, phobia, xenophobia, xenophobia, phobia, misophobia, misophobia, misophobia thì các bạn có thể viết em Y hoặc là em I cũng được. Misophobia. Từ đây là các cái danh từ chỉ về nỗi sợ, ví dụ như arachnophobia tức là chứng sợ spider, sợ nhện. Arachnophobia phobia, hay là acrophobia. Acrophobia tức là mình sợ độ cao, height. Acrophobia là sợ độ cao. Hay là claustrophobia. Claustrophobia tức là mình sợ những cái small space, những cái không gian nhỏ nhỏ hẹp, tù túng. Claustrophobia. Hay là aerophobia. Aerophobia tức là mình sợ đi máy bay. Airplane. Sợ đi bằng máy bay. Hydrophobia. Hydrophobia tức là mình sợ nước, water. Chứng sợ nước. Homophobia. Homophobia tức là những người sợ gay people, những người sợ những người gay. Homophobia. Agoraphobia. Agoraphobia tức là những người sợ những cái crowded place, những cái nơi nào mà đông đúc nhiều người, gọi là agoraphobia. Xenophobia. Xenophobia tức là những người sợ foreigner. Foreigner. Những người sợ những người xa lạ, những người nước ngoài, những người xa lạ. Xenophobia. Misophobia tức là những người sợ dirt, sợ bẩn, hay là sợ germ. Germ tức là những con virus á, những con virus á. Thì cái này thường là bác sĩ thì sẽ bị cái chứng này, tức là thường rửa tay miết, làm cái gì xong cũng rửa tay, gọi là myso phobia. Rồi còn một thứ nữa các bạn cần nhớ, đó là mình có thể chuyển từ phobia sang
phobic. Thì mình nhắn cũng ở chỗ phố phobic, thì nó sẽ chuyển thành danh từ noun, thành các cái adjective, các cái tính từ, hoặc là một cái danh từ chỉ về người, nó là một người. Cái phobia là cái chứng sợ gì đó, còn phobic tức là cái người đó. Ví dụ arachnophobia thì những người sợ nhện gọi là arachnophobic. Acrophobic, những người sợ độ cao. Claustrophobic. Đó, tương tự như vậy. Aerophobic. Hydrophobic. Homophobic. Agoraphobic. Xenophobic. Còn cái từ mysophobia, không thấy nó có trong từ điển Oxford, nhưng mà theo nguyên tắc này thì các bạn vẫn gọi những người sợ chứng dơ bẩn này là mysophobic.